xin chào mừng quý vị đang cùng đến với Gian Bếp Ẩm Thực. Và quý vị có biết không, trong tất cả những món nem dân gian của người Việt thì chúng ta sẽ có là nem nướng nè, nem lụi nè, nem chua. Thế nhưng có một loại nem được chế biến cũng như là cách thưởng thức rất là độc đáo, đó chính là nem tai. Và không biết là nem tai chúng ta sẽ phải chế biến như thế nào, bởi vì Khánh Ly nhận được thư của một bạn đọc, đó là thường thường thì đi ra ngoài, gia đình của chị đi ra ngoài ăn rất là ngon, nhưng mà đi về nhà lại không biết cách chế biến. Chính vì vậy ngày hôm nay, để giải đáp thắc mắc của chị cũng như là để giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn rất đặc biệt, thì chúng tôi có mời lên đây, đó chính là chị Hiền Minh sẽ chia sẻ với quý vị. Xin chào chị. Chào Khánh Ly. Chào quý vị khán giả. Bây giờ thì không biết là với cái món này, em thấy là có những cái loại rau rất là đặc biệt nè. Không biết là chị có thể chia sẻ cho em biết về nguyên liệu và đầu tiên là cái rau này như thế nào không ạ? Rồi, chị sẽ giới thiệu cho Khánh Ly, đó là những cái loại để mà mình làm cho món nem tai. Thì đầu tiên mình sẽ cần đó là nửa cái tai và nửa cái mũi, thính, ớt, tỏi, lá chanh, lá đinh lăng và một ít cái lá sung. Nghe thấy hấp dẫn rồi đó. Bây giờ không biết là cái cách chế biến bắt đầu mình sẽ làm gì hả chị? Để làm món này thì bây giờ mình sẽ phải luộc thịt trước. Luộc thịt thì khi mà mình luộc thì Khánh Ly nhớ là mình sẽ để lửa bắt đầu là nó sôi lăn tăn. Tại vì thịt này mình sẽ phải cần đó là cái phần nước ngọt. Mình cho vào đây một xíu muối ha. Dạ. Chị bỏ cái phần lỗ tai vô. Tai thì mình nhớ là phải rửa, cạo rửa cho thật là sạch nha. Dạ. Nhân của chị Hiền Minh ở đây thì không biết là chị Hiền Minh có thể chia sẻ về cái cách mà mình mua, mình lựa chọn những cái bộ phận mà nó thuộc cái ở phía trên đầu của con heo á. Ví dụ như là tai nè hay là mũi nè. Bởi vì em thấy nhiều chị em nội trợ đi ra ngoài chợ thì mình biết mình mua về thôi. Nhưng mà cách để làm sao để mình lựa được một cái phần tai heo hoặc là mũi heo thật là ngon. Thôi chị ha. Tai heo, mũi heo thì trước tiên mình mua là mình thấy cái màu hồng tự nhiên của thịt. Tại vì ở ngoài chợ thì đôi khi người ta cũng có ngâm qua tẩy hoặc là người ta ngâm những cái chất để làm cho nó tạo trắng. Dạ. Thì mình cũng không nên lựa những cái phần như vậy. Khi chị luộc thì chị sẽ bỏ vào đây một cái củ hành mà mình đã nướng sơ lên ha em. Dạ. Và mình sẽ cho vô đây và mình để nó sôi lên. Tại sao mình lại cho củ hành vào trong cái gì? Có phải là giúp khử đi cái mùi tanh? Đúng rồi, khử cái mùi của cái mùi hôi của heo á. Rồi cho cái nước luộc của mình và nó sẽ thấm vào trong cái miếng thịt, nó sẽ ngon hơn. Trong khi mà mình chờ tai heo với lại mũi heo chín thì mình sẽ làm gì hả chị? Bây giờ mình sẽ bắt đầu phi tỏi em. Dạ. Rồi, chị sẽ phi cái phần tỏi lên ha. Cái phần tỏi này mình xi phi, lát hồi mình sẽ trộn vào trong cái phần thính của mình ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà lát hồi mình cũng phải trộn một ít tỏi sống nữa. Trong thời gian em phi tỏi thì chị sẽ pha nước mắm luôn nha. Em nhớ cái tỷ lệ để mình pha nước mắm nè. Chị sử dụng là khoảng 8 muỗng canh. Thì chị sẽ sử dụng vô là khoảng chở chừng 2 muỗng canh giấm ha. Dạ. Khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Cái nước mắm thì khi em nêm nó vào cỡ khoảng như vậy thôi, em đừng có cho nhiều hơn. Còn nếu như mà em thấy cái vị mặn được rồi đó em. Rồi mình cho ra cái chén này dùng cho chị luôn để nó cháy. Chị sẽ cho vào đây khoảng chừng cỡ 3 muỗng canh đường. Chị sẽ quậy đều nó lên. Nếu mà trong trường hợp em ăn em thấy nó hơi lạt thì em sẽ dằn một xíu muối. Em thấy tai heo sôi rồi đó, em vớt ra nước lạnh cho chị nha. Rồi em vớt ngâm ra ngâm nước lạnh liền cho chị ha. Rồi chị sẽ cho vô đây một xíu tỏi cho nó thơm cái nước mắm của mình nha. Dạ. Và một miếng ớt. Chị Minh ơi, em thấy là hồi nãy chị giới thiệu là có phần lá chanh nữa. Bây giờ lá chanh thì mình sẽ làm gì hả chị? Lá chanh mình sẽ phải sắc sợi thiệt là nhuyễn mình trộn vô. Thì cái này để chị sắc cho em. Dạ. Tại vì sắc lá chanh nhuyễn là phải có nghề mới sắc được. Cái lá chanh mình sắc thì nó càng nhuyễn thì mình ăn vô trong cái phần nem của mình á. Mình cuốn vô mình ăn nó sẽ không có bị cái phần quá nhẫn ở trong cái phần món mình ăn. Rồi, cái phần lá chanh chị đã sắc ra rồi. Thì cho chị xin cái tô đi, mình sẽ bỏ vô đó luôn. Dạ, đây. Rồi, em sử dụng khoảng chừng cỡ một muỗng canh lá chanh ha. Dạ.
Bây giờ em sẽ cùng với chị xắt cái phần thịt này ra. Dạ. Em xắt mỏng ra nha. Mỏng ra thì nó sẽ ăn nó sẽ không có bị cứng cái phần nem của mình á. Dạ. Rồi bây giờ cái phần thịt nè, em xắt em bỏ vào đây hết cho chị đi. Bắt đầu chị sẽ trộn hết các cái phần nguyên liệu vô. Xong tất cả rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi phi lúc nãy mình đã phi vô nè. Mình trộn đều lên hả chị? Đúng rồi, em trộn đều lên giúp giùm chị. Cái phần tỏi sống lúc nãy mình có chừa lại một ít nè. Dạ. Và ngoài ra là mình bắt buộc là mình phải có cái phần gọi là thính gạo. Thính gạo hả chị? Thính gạo này thì làm nó cũng rất là dễ, không có khó. Ví dụ như em đi mua ở ngoài chợ không được á, thì em có thể là mình sẽ tự rang gạo lên. Đúng rồi, nhưng mà em rang bằng gạo nếp á, thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Và nhớ là mình phải rang với lửa nhỏ. Mình rang lửa lớn á, là nó sẽ làm vàng ở bên ngoài, nhưng mà cái hạt gạo ở trong nó chưa có chín. Yeah. Đó, em thấy không? Thì trong này nó sẽ có cái vị thơm thơm của lá chanh. Yeah. Rồi cái mùi thơm của tỏi và đặc trưng là cái mùi của thính gạo. Nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó sẽ ngon hơn. Vậy là mình đã xong rồi đó em. Vậy là xong rồi hả chị? Vậy là mình sẽ cuốn với bánh tráng và các loại rau của mình và mình chấm với nước mắm của mình ăn. Nhưng mà em thấy rất là đơn giản luôn. Đúng không? Dễ làm. Đơn giản, dễ làm. Bây giờ mình làm xong rồi nè. Chị chỉ em nốt một phần nữa đi. Trang trí. Trang trí phải không? Mình sẽ trang trí vô dĩa lớn, dĩa nhỏ hay là... Khi mà làm với cái món này thì thường người ta sẽ có hai cách ăn. Một là người ta sẽ dọn cái phần này lên, để lên một cái dĩa và sau đó mình sẽ kèm với một dĩa rau. Và ai ăn người ta sẽ tự cuốn. Yeah. Còn nếu như mà khách của mình mà không quen cuốn thì có thể em sẽ cuốn sẵn từng phần nhỏ và để cho mọi người ăn giống như những cái cuốn gỏi của mình. Yeah. Như vậy là em thấy là chị hoàn thành xong món ăn này rất là nhanh. Em cũng rất là vui bởi vì bây giờ em đã biết được bí quyết là làm món ăn này không hề quá lâu. Thôi chị chỉ nốt luôn em 20% còn lại để rất là trang trí. Mình trang trí như thế nào để nhìn món ăn hấp dẫn hả chị? À đúng rồi, em lại quên mất hỏi chị là khi nãy chị nói là với món ăn này thì mình sẽ ăn kèm với lại lá đinh lăng và lá sung đúng không ạ? Đúng rồi. Tại sao mình lại ăn kèm lá đinh lăng và lá sung cùng với lại cái nem tai này? Thường thì những cái món này ăn thì mọi người hay sợ bị lạnh bụng. Thì cái lá đinh lăng với lại cái lá sung ăn thì nó sẽ làm cho thứ nhất là nó sẽ chống cho tiêu chảy. Dạ. Thì những ai bụng yếu thì mình ăn món này mình sẽ cảm thấy là rất là yên tâm. Dạ. Tại khi mình ăn thì chắc chắn mình sẽ phải ăn chung với cái phần rau mà. Bây giờ mình sẽ dùng thử ha. Dạ. Đây em có chén rồi. Em có đũa luôn rồi. Rồi chị sẽ múc cho em một miếng nước mắm nè. Dạ. Rồi, bây giờ em sẽ phải lấy rau, chị sẽ làm cho em. Em nghĩ là em cuốn rau luôn, khỏi cần bánh tráng. Thường thì ở miền Bắc người ta sẽ ăn chung với lại một xíu bánh đa hay là còn gọi là bánh tráng nướng của mình nữa. Dạ. Kèm vô nữa thì ăn nó sẽ có cái độ giòn giòn. Giòn. Rồi, bây giờ em sẽ kèm các loại rau. Đi. Ngon quá chị ơi. Rất là ngon. Đúng là món ăn này khi mà mình kết hợp với lại đủ loại rau á thì cái mùi của mỗi loại á, nó hòa quyện với nhau tạo ra cái mùi rau rất là thơm. Ăn rất là ngon. Rồi kèm theo đó là cái vị chát của lá sung nè, rồi thêm là cả lá đinh lăng nữa, kết hợp với lại phần nem tai em thấy là giòn giòn, rất là ngon mà có cả mùi gạo rang nữa. Có thể nói là khi mà nhai vào trong miệng thì em thấy là có vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm nè. Rồi tai heo có một cái vị ngọt tự nhiên. Rồi các mùi rau hòa quyện với nhau rất là thơm. Và khi mà nhai vào trong miệng giống như là tan ở trong miệng của mình vậy đó. Ăn rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay thì cảm ơn chị đã chia sẻ với em và quý vị khán giả món nem tai. Thực sự thì khi mà mới nghe cứ tưởng là món ăn này làm rất là khó, nhưng mà khi mà làm rồi mới thấy là món ăn này thật sự rất là dễ. Có thể nói là một món ăn rất là tuyệt vời, tưởng chừng như là rất là béo, rất là ngán, nhưng mà không hề như vậy. Bởi vì trong đây vừa thơm mùi chanh, vừa thơm mùi tỏi, lại được cân bằng và trung hòa những chất béo đó bằng đủ loại rau. Thơm ơi là thơm luôn. Khánh Ly xin chúc cho quý vị sẽ thật thành công với món ăn này nhé. Còn bây giờ thì Khánh Ly cùng với lại chị Hiền Minh xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau.